Xin chào tất cả các bạn thân mến nhé. Hôm nay thì mình đang lên đồi đây. Thì mình vừa mới lượm được một cây lấm này. Cây lấm này có thể ăn được nha mọi người nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến để có thể đi lượm lấm mèo nhé. Các bạn theo dõi nhé. Xin chào tất cả các bạn thân mến nhé. Hôm nay thì mình lên trên đồi đây. Các bạn nhìn xem nhé. Đấy. Đây là cảnh trên đồi núi nhà mình nhá. Đấy. Cảnh ở trên trên đồng chè, đồng trà mộc châu nhá bạn nhá. Đấy, xung quanh này bạn nhá. Bạn xem nó có rộng rãi đẹp mắt không các bạn? Rất tuyệt vời nhá. Hôm nay thì mình lên đồi thì mình sẽ quay cho tất cả các bạn xem. Thấy những cái điều rất thú vị nhé. Ở trên cái cây trà nó bị chết như thế này các bạn nhé, thì nó lại có mọc lên những cây gọi là mọc nhĩ, hay còn gọi là lấm mèo đấy. Lấm mèo thì mình hôm nay mình lên đồi thì mình bắt gặp nó thì mình sẽ thu hoạch nó vậy nhé, để mang về nhiều khi là có làm lem hay làm cái gì đó thì sẽ có để dùng nha bạn nhé. Ok. Đấy. Lấm mèo đây. Đấy. Đây bạn nhé. Đấy. Rồi bạn ạ. Đây. Đấy, mọc nhĩ đây, là mèo đây bạn nha. Đấy, các bạn thấy không? Anh mình đã lên đồi và đã hái được một ít lấm mèo đây bạn nha. Đấy, loại này về mà cho vào chả giò hay là còn gọi là lem đấy, lem cuộn này. Lem thì rất là ngon nhé bạn nha. Và rất tốt cho sức khỏe nha bạn nhá. Rất tuyệt vời luôn. Mình tí mình đi ra kia thì gặp mình lại quay cho tất cả các bạn cùng xem nhá. Đấy. Lấm mèo nó mọc ở trên gốc của cây trà bị chết đây bạn này. Đấy. Mình sẽ quay cho tất cả các bạn xem. Đấy, thấy không? Các bạn ơi. Đấy. Nó mọc ở ngay gốc luôn. Cái trời mưa tên thì nó lại mọc các bạn nhá. Đấy. Cái trời mưa thì nó lại mọc. Đây. Các bạn nhá. Đấy, lấm mèo nhá. Lấm mèo này mình không tự trồng nhưng mà nó lại vẫn mọc trên cái đồng trà nhà mình nhá. Bên này thì cũng có đây. Bên này có đây. Đây bạn này. Đấy. Rất là nhiều đây bạn ạ. Đấy. Mình đây nhá. Mình để đầy đất đây nhá. Đấy các bạn thấy không? Rất nhiều nhá. Đấy. Đây bạn ạ. Rất nhiều lắm mèo nha. Đấy, hay còn gọi là trà đây. Hay còn gọi là mọc nhĩ các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn thấy không? Rất là nhiều nha. Nên đồi và thu hoạch được rất là nhiều. Đấy.
cây các bạn này. Đấy. Ở đây là một cây trà bị chết nha bạn nhá. Đấy, và nó thì nó đang mọc mấy cái lấm mèo ở đây rồi bạn nhá. Đấy. Lấm mèo đây. Đấy, thì các bạn phản thấy không? Đấy, nó đang mọc nhá. Đây bạn. Đấy, các bạn thấy không? Đây là mèo thì mọc xung quanh của cái cây. Đấy. Cái loại kia là loại nhỏ và đến lúc lớn như thế này các bạn nhá. Đấy. Đấy đây, các bạn này. Đấy, thấy chưa? Các bạn nào. À, không phải trồng đâu. Cái này chỉ cần qua một trời ngày mưa, một hai ngày mưa là tự nhiên nó ở những cái cây mục như thế này, và nó sẽ tự mọc ra những cái lấm mèo như thế này bạn nhá. Đấy, còn gì thế không? Đấy, rất tuyệt vời nhá. Bây giờ thì mình sẽ hái nó xuống. Đấy bạn nhá. Đấy. Đây bạn này. Thấy chưa? Đấy. Thấy hai lấm mèo để làm món ăn nha bạn nhá. Đấy. Rất ngon đấy. Rất tuyệt vời luôn. Tuyệt vời, rất ngon nha bạn nhé.